Sáng nay, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Phước về tình hình thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch 45 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phước, Võ Trường Minh Long cho biết, Thời gian qua, Đảng Bộ xã Hòa Phước đã triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch 45 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng một cách nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được giữ vững, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chuyển biến rõ nét, góp phần nhận diện và khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng, từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy Sa Hòa Phước đã tạo nguồn và phát triển được 35 đảng viên mới. Đảng bộ Sa Hòa Phước vinh dự được Ban Thường vụ thành ủy tặng cơ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2021. Tại buổi làm việc thay mặt bộ phận thường trực của thành ủy, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao kết quả thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 45 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng của Đảng bộ xã Hòa Phước và đề nghị Đảng bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời định hướng thêm nhiều nội dung giải pháp quan trọng để Đảng ủy Sao Hòa Phước triển khai thực hiện trong thời gian đến.